Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bacon Đài. Sẽ như thế nào nữa, anh tạo ra 1 tỷ con quái vật cắt nạp nhả khí đỏ vào mặt ốc, sau đó cho nấc. Sao anh suốt ngày cho nè em? Cho thì em vui mà. Được rồi các bạn ơi, phải nhanh chóng vào video để chọn ốc thôi. Và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để biết xem quảng cáo. Còn bây giờ đi chọn ốc các bạn ạ. Mình sẽ tạo 1 tỷ con cắt nạp. Cắt nạp à. Ôi dồi, ở đây có người tên Bê Quân Hành đẹp trai quá đi thôi. Úi dùi, ở đằng kia có đứa ốc xấu quá đi thôi. Chả ai bảo gì Bê Quân Hành bị ngáo, chả liên quan. Anh không hề bị ngáo, em là đứa không hề tỉnh táo ốc ạ. Ô thì vào đây làm gì, có 1.000 con cát nát đâu, làm gì có, trống trơn. Bây giờ nha, nếu mà mình chạy một mình ở đây này, ốc thấy cái chỉ số trên chốc màn hình không? Cái chỉ số cát kìa nó tăng không? Bây giờ mình tạo ra 1 tỷ Bê Quý Thành thì chỉ số nó tăng rất là nhanh luôn. Và khi đó mình sẽ có tiền, cái đấy chính là giúp mình mua được những nhân vật ở đây. Ví dụ như mình có thể mua được kích thước này. Ui, 10.000 một kích thước cực to luôn các bạn. Ở đây chúng ta có thể biến thành mất 2.000 đô, chúng ta có thể mua được trở thành cát nạp đó. Đây free, chúng ta trở thành con này ốc ạ. Đây thử thay con này. Ôi, trở thành thằng nốp à. Bây giờ tạo ra 1 thằng nhìn thằng nốp ấy, thấy không? Cú te chưa? Đấy. Ủa sao mình trở thành thằng nốp làm gì ta? Ủa ốc trở thành gì ấy? Đầu trâu mặt lợn. Ôi trời ơi. Ốc ấy rất là nhiều luôn. Đang chạy một mạch rất kinh khủng luôn ấy chứ. Anh lại không nhìn thấy của ốc. Nhưng mà của anh toàn là nốp thôi. Sao bên cái này trở thành nốp không? Anh không trở thành nốp đâu các bạn à. Anh sẽ trở thành quân người bình thường như anh. Rồi ok. Làm sao để thoát ra? Bấm vào lại cái kia là được không ạ? Lại cái nào? Đây rồi. Đấy. Ôi ôi, các bạn ơi, mình trở thành cái gì ạ? Như mặt trâu ốc không biết à. Đây anh tạo ra 1.000 nốp. Nhưng bây giờ anh cần có tiền để anh tạo ra được 1.000 cát nạp. Anh là tạo ra nốp à? Thế em tạo ra cái gì bây giờ? Em tạo ra cái gì thì tạo đấy. Còn con 500 đô đây này. Không là gì có tiền là 500 đô. Em có 500 gì đây. Nhưng mà làm sao để có được nhiều đứa như thế? Thì bấm em chọn vào cái bình biến hình, sau đó mình bấm clone là được mà. Đây này. Đồ ngu. Rồi, binh đoàn nốt của ta. Ui, ở kia có bãi mìn kìa. Bây giờ mình sẽ ra đấy thử thách xem đoàn nốt của mình có bao nhiêu dẫm phải mìn các bạn ạ. Ốc có 2 đứa lo ton kìa, ngáo thật. Một binh đoàn nào ra đây solo ốc ơi. Nào ra đây. Ra đây, binh đoàn nốt đấu với binh đoàn đầu trâu mặt lợn kia đây. Hình như em mua cái này mất 1.000 đô, em không biết ạ. Anh có 3.000 rồi. Anh có đủ tiền để mua cát nạp chưa ta? Chắc đủ rồi các bạn ạ. Bây giờ đi đến bãi bom này các bạn ơi. Nào, nốt tránh ra. Không bao giờ. Mình sẽ lấy những con này mình chặn nốt của Bê Quy Thành, không cho nốt của Bê Quy Thành đi. Bây đến. Giờ là anh đi lách vào bãi mìn này xem là anh có bị nổ không nha các bạn ơi. Nốt Bê Quy Thành quá đẹp trai, ngất ngây con gà tây luôn. Bây giờ anh đánh võng xem đội quân của anh có biết đánh võng không. Bây giờ là thử thách chúng nó xem này. Nhảy qua cái này. Đội quân của anh đông hết bao nhiêu đứa đấy? Thằng đầu tiên bị ngã dâm bom nổ tung luôn. Ôi nhảy kìa, thấy không? Anh nhảy phát chú ông nhảy theo ấy. Bây giờ mới để ý các bạn ạ. Ôi nhảy lên lại. Ôi nhảy lên chứ phải nhảy vào bom. Ê, nhìn em nhảy lên thành một đường sóng rất đẹp. Đâu? Đấy. Ghê. Đấy. Rất trông, đẹp luôn. Trông ốc như con bọ chết đi, trông kinh quá các bạn ạ. Không phải bọ chết, đây là đội mũ 2 sừng. Rồi bây giờ anh sẽ trở thành một nhân vật khác. Đây là mời bạn bè rồi. Đây, trở thành con nào đây? Mình cũng thử thách bọn này xem bọn này có biết tránh không. Ôi, trở thành thằng này xem nào các bạn. Đấy. Ôi, 500 anh em. Gọi là nhân vật rất là bình thường trong Roblox. Đấy, trông cực kỳ ngốc luôn các bạn ạ. Quả tóc vàng bổ luống. Trời ơi, sao nó giống tóc mình quá ta. Really nigga. Có một con clone của Bê Quy Thành cắm đầu đất này các bạn. Chết rồi, anh em của tôi cắm đầu xuống đất gần à. Không được, vào tấn công đội quân của ốc. Ôi, toàn dẫn vào mìn thôi. Đây, chạy lo quang của đời. Đông quá các bạn ơi, hai bên gọi là giao chiến. Đây này, mấy đứa này, bên này bị mắc kẹt đây, không biết chạy đường nào. Đứa nào, đội quân của ốc dám đánh quân của anh bay ra đây ngất trên nền đất. Đánh luôn, lấy sừng húc chúng nó. Đông quá các bạn ơi. Anh có 5k tiền rồi các bạn ạ. Cái này nó không được nổi lắm. Bây giờ anh sẽ upgrade cái size lên. Ở đây anh đã có 1.000, anh upgrade 1.000 xem nào. Đội quân của ốc bây giờ chỉ là đội quân tí ho dưới chân bên này. Nào.
người khác. Nhìn nếu anh chả chưa? Đội quân gỗ đập đầu đây, nổ tiếp các bạn. Nổ tiếp các bạn ơi. Nhưng mà đội quân to thì không chạy được nhanh. Đúng rồi, đội quân to thì nặng nề mà làm sao mà chạy được nhanh. Ôi trời ơi, ở kia có mấy đứa ngáo ngáo. Đội quân của Bê Quy Thành đứng ở dốc cầu thang không biết làm gì. Quân của tôi ngáo thế. Mấy thằng kia ngáo thế. Trời ơi, ngáo đi, ngáo chứ gì trời. Bây giờ anh sẽ biến thành đứa khác đi. Anh có thể biến thành cát náp đấy các bạn ạ. Nhưng mà chưa, anh chưa muốn biến thành cát náp. Thôi mình về xanh nhỏ. Thì bây giờ biến thành Bê Quy Thành nào. Đấy, search Bê Quy Thành. Biến thành ốc các bạn ạ. Đấy. Mình về xanh nhỏ thôi. Bê Quy Thành là tui đúng không ta? Nhẹ ốc nhẹ. Ừ. Là tui. Anh định biến thành em à? Xem được không? Được kìa. Được kìa, nhìn xem. Làm gì đây anh em nhỉ? 1 tỷ anh em nhỉ? Ôi ơi, dạ ơi, giờ mà bom nổ. Ảo thật đấy. Nổ nó tung phèo luôn. Nó phải là anh thôi. Đuổi theo mấy đứa này, dí nó vào bom đi. Đời mất, mẹ quên anh đang trong hình dạng của ông. Dí, dí bọn này vào bom. Dí đi anh em ơi. Dí mấy đứa này vào bom hết nữa. Dí bọn nó đúng rồi. Dí. Đây người ta gọi là gã ngã chổng mông lên trời luôn. Rồi, đội quân ốc này, đội quân ốc này là đội quân ốc cực kỳ ngốc đấy các bạn. Ngã chồng cả mông lên. Đồ ăn hại. Trời trời ơi. Quá xị luôn. Ngã. Ôi, đội quân ốc kìa các bạn nhìn này. Dập bỏ quá, lộn tù phèo ấy. Đây người ta gọi là đội quân ốc. Ông ra phía này, đội quân Bê Quy Thành cho này. Đội quân Bê Quy Thành, mình sẽ không cho Bê Quy Thành là to đâu. Mình cho Bê Quy Thành là bé teo teo thôi. Gã lại gã úp bạc giống luôn. Để đội quân Bê Quy Thành tí hon hả ông? Đúng rồi, đội quân Bê Quy Thành tí hon thôi. Đội quân Bê Quy Thành tí hon chạy lon ton. Bây giờ mình thử lên trên cầu trượt kia mình chơi xem như nào đi ông ơi. Đi. Có cả cầu trượt và cả cầu thang nữa nhỉ. Đấy, mình trượt cái cầu trượt kia chắc là vui lắm các bạn ạ. Nào nhảy lên đây chị em. Chị em của tôi, chị em ông ngu ngốc. Nhảy lên. Bê Quy Thành ơi, đội quân của em chỉ còn có em và một đứa thôi. Ủa gì sao quân của ốc rồi đi dụng hết thế? Đi linh tinh hết ngoài kia kìa. Đi linh tinh hết rồi. Nó tự làm đội quân của nó không thèm đi theo ốc. Đấy, Bê Quy Thành là có trí thông minh nên không bao giờ đi theo ốc ngu ngốc kìa. Ê, bây giờ làm sao để tăng người lên? Ủa, sao đội quân của anh không lên trên này? Các em kia đang đi vào em rồi. Đợi các em đang đi đến. Ủa, đội quân... Một bầy linh tinh. Trông như kiến. Các em đâu, nhanh lên. Thế này thì làm sao mà các em lên trên được trên này? Đấy, các em đang cố lên. Ốc xem đội quân của anh có lên được chưa ốc? Đội quân của anh sao mà lên được? Em bé tí ho làm sao mà lên? Đấy, anh nghĩ lên, là em lên size 2 là được. Anh phải upgrade size của anh đi để thì anh mới lên được dễ dàng trên này. Nào các em nhảy lên. Vẫn chưa lên được à? Ông nhìn sang xem của anh nào. Hả? Nhìn sang của anh xem là đội quân của anh nó nhảy lên hả? Đây, đội quân. Tụm vào đấy buồn chuyện à. Ảo thật đấy. Rồi. Nào các em, ok rồi. Mọi người ơi, trơn lắm, trơn lắm. Không phải đâu, trơn lắm, trơn. Ông gọi là đập đầu xuống đất ngất luôn mà các bạn. Đúng rồi, trơn, trơn, trơn. Chỗ này chả vui ông ạ. Ôi kìa. Bê Quy Thành ơi, các em của anh đang đi từ bãi mìn vào kìa. Ôi, anh đang chấp anh em, anh đang chấp chị em. Rồi, anh sắp lên tới đỉnh rồi các bạn ạ. Nhưng mà không biết trên đỉnh này có gì không ta. Trên đỉnh chả có gì đâu. Chả có gì thật ông ạ. Ngu người thật, lên trên này làm gì. Ai biết được anh lên ý. Rồi rồi, đi xuống đi các bạn ơi. Mình tưởng trên này có cầu trượt. Lên trên này chả có cái gì. Trượt xuống đi, tự mình trượt xuống. Đấy, bây giờ là trông như đồ vật thật đấy, trông béo mầm béo ú. Các em chạy sang đây. Các em nhảy ơi, anh nhảy vừng. Các em của anh đâu rồi? Các em của anh không bỏ anh rồi, anh biết là chỉ huy mà. Rồi, xong các em đều thật đấy các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ trở thành một nhân vật khác đi các bạn. Mình sẽ trở thành gọi là... Đây, anh áo xanh. Đấy. Đâu rồi. Ui, anh áo xanh chứng tỏ là anh. Ủa? Thôi anh sẽ trở thành anh đi các bạn ạ. Anh không thích trở thành anh áo xanh đâu. Trở thành cát náp đi. Nhỉ, trở thành cát náp. Rồi, trở thành cát náp luôn. Biến đi. Đây, cát náp đi cực kỳ ngầu luôn các bạn ạ. Đâu rồi. Sao đi chậm này ta. Anh nghĩ biến nhỏ lại chạy cho nhanh các bạn ơi. Ôi rồi, cát náp đồ đấy. Đồ cơ bắp, sống mũi. Nhưng mà
Đấy, bây giờ mới chạy được các bạn ạ. Bây giờ mình phải đi tìm đội quân của mình. Đội quân của mình nó ngáo, nó đi đâu hết rồi. Sao lại bỏ rơi mỗi mình ở đây. Trong lúc Bê Quy Thành đang ngáo thì mình đang leo cầu thang các bạn ạ. Mất hạ 30 Robux nữa để được thêm 25 đứa clone hàng pha ke đội quân nữa các bạn ạ. Yes. Bây giờ mình sẽ tạo nó ở đây. Rồi, tạo thật nhiều các bạn ạ. Chú nó chạy đâu ta? Đấy rồi, quân ơi, vua cát náp của các ngươi đây. Đừng bảo nó đang đi tìm một vòng mình một vòng xung quanh đây nhé các bạn. Wow, đội quân của mình đang leo lên cầu thang hết rồi này các bạn ơi, đỉnh quá. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị được nhìn thấy gọi là đội quân cát náp cực kỳ đông của bên của đài anh à. Nhiều chưa? Rồi hết rồi các bạn ạ. Bây giờ thêm 30 Robux nữa để thêm luôn các bạn ạ. Nhiều thế. Gọi là cực đông đông hơn đội quân của ông. Đông chưa anh em? 5 tỷ anh em của tôi. 5 tỷ anh em ạ. Ở đây đông chưa? Nhìn nè, làm sao mà ai có đội quân cắt náp mà đông như này. Đấy. Ui đông chưa các bạn. Rồi bây giờ đi tìm ốc đi. Ốc đâu rồi? À, ốc dẫn đội quân bên Quý Thái lên trên kia. Không, bây giờ ốc lại là mình rồi. Ốc đang biến đổi các bạn ạ, nhưng mới được một nửa thôi. Một nửa ốc, một nửa bên Quý Thành kìa. What? Ốc nhìn xuống mà xem. Em sắp leo lên trên này rồi, bên Quý Thành ạ. Leo lên trên đấy. Xong tí nữa em sẽ nhảy xuống để xem là bọn này nó như thế nào. Một chuỗi luôn. Làm sao mà đông bằng đội quân của bên Quý Thành. 1 tỷ cắt náp đây này. Đấy một chưa? 1 tỷ cắt náp khó điều khiển à. Sao gì đâu khó mà điều khiển, đông vui mà. Nhảy đến mùa quýt mới lên tới nơi à, cao lắm. Không bao giờ bỏ cuộc. Bỏ cuộc đi. Dưới này là đội quân cát náp, em mà dụng xuống đây gặp đầu luôn. Còn lâu đi. Bây giờ anh sẽ cho kích thước 5. Cát náp siêu to khổng lồ luôn. Bây giờ cho cát náp đi vào bãi mìn các bạn ạ, cho nổ tung lên. Đông vui thật đấy các bạn ạ. Ui, ngoài đời mà các bạn gặp nhiều cát náp như thế này chắc các bạn gọi là sợ chạy mất dép luôn đi chứ. Ui sợ quá. Sao vẫn còn một nửa là Bê Quy Thành thế này nhỉ? Đấy, một nửa Bê Quy Thành, một nửa ốc mà. Đấy, cực kỳ đáng yêu cu teo hột me. Đông chưa? Lại bảo không đông, quá đông luôn các bạn ạ. Ấy, nắm chặt bay gẹp, tụi họ vậy đây. Mãi chưa lên tới nơi đấy ốc. Đấy em phải vừa đi vừa đợi quân chứ ai đi một mình như anh. Quân nó chả theo đâu, chả lên quân đâu. Quân nó đang lên đây này. Ui giời, bây giờ anh cho quân của anh đi vào bãi mìn này xem thử độ thông minh của bọn này xem nào. Bây giờ là anh đi lách quân của anh cần gì phải thử độ thông minh, chúng nó ngu lắm. Đây này. Đấy là chúng nó nhảy rồi. Ôi, thằng kia nổ phát bay ngược lại. Bật tôm luôn. Ôi, nó giờ sẽ bay đến chỗ em rồi. Sao nó đi theo thằng đấy? Cái gì dám ăn nó đi cho ai nữa. Bê Quy Thành đội quân đúng là rốt thật. Giờ bây giờ thử thách lách lách vào đây nha. Rõ ràng là mình đi không bị nổ, nhưng xem đội quân của mình đi có bị nổ không nha các bạn. Đấy, mình gọi là đánh võng lách lách các kiểu rồi. Đội quân ơi. Đấy, đi nào. Chết trời. Đứa đầu đàn, nó còn dẫm bên đầu anh. Quân của anh gì còn dẫm cả lên đầu anh các bạn à. Quân này quân ngáo rồi, không hề tỉnh táo rồi. Bây giờ cho lên đi. Đây các em ơi, ui dồi đội quân của em một phát nhảy được 2 bậc. Nổ liên tục luôn và đông quá ơi. Nổ các bạn kia trông buồn cười. Thằng kia lộn lên mấy vòng rơi xuống đất, nó lại rơi vào quả bom nổ tiếp. Lại rồi nổ tiếp. Ôi trời ơi. Rồi đông như thế này đi vào đây chắc chắn sẽ dẫm rất là nhiều mìn và nổ lộn tục phèo nữa các bạn. Cười thật các bạn ạ. Rồi đấy. Ôi thằng kia sợ quá chạy. Cái chân kia thoát. Dâm quả mìn rồi gã sợ mặt luôn. Cười thật. Ôi dồi thằng này gã lâu lắm. Cười xỉu luôn các bạn ạ. Đội quân cắt náp đây. Đội quân cắt náp là đội quân rốt nát các bạn ạ. Quá chuẩn luôn. Ôi dồi kìa, thằng kia rơi cắm đầu xuống kìa. Ôi dồi, người ta gọi là lộn tục phèo luôn các bạn ơi. Ôi thằng này đi ra ngoài hàng rào này. Mình sắp lên trên đỉnh rồi. Lên trên đỉnh nhưng chả ai lên cùng. Mình ở dưới này nhìn mấy cái con cát náp của Bê Quy Thành bé teo teo. Kể anh, đội quân cát náp của anh nó đang làm cái gì đấy ốc ơi. Nó nổ lung tung hết luôn. Lên đây các em, ôi dồi ôi, đỉnh quá các bạn ơi. Ê, nào đi các em dâm bom đi. Ok các em ơi, các em đi đâu ấy? Chúng nó lại đi xuống các bạn ơi. Chúng nó bỏ ốc luôn đi xuống. Chúng nó bắt rồi. Không này được các đâu. Em ơi,
Ôi, chết rồi, mình ngã này, mình đầu đàn, mình còn ngã rồi. Thế tự nhiên mấy em này ngồi tất xuống này các bạn ơi. Ơ mình đứng mà sao chúng nó lại ngồi? Chúng nó bảo còn điên đình công à? Nó bảo ông mình... Ôi chúng nó đình công mình, sắp lên đến đỉnh rồi mà còn đình công mấy cái đứa nó này. Nó bảo ông ngu ngốc này, đi lên trên đấy mệt lắm, thôi ngồi ở đây nghỉ đi, không thèm đi nữa các bạn. Ôi, quả đứa hai đứa ôm nhau bay lên trời. Ôi trời ơi, tôi quá mệt mỏi rồi. Sao hai đứa này nó lại ôm nhau? Ôi giời, tôi chết rồi bạn ơi, nó bỏ cuộc hết rồi. Chỉ còn một mình không bỏ cuộc. Đội nhảy đứa. Đi các em ơi, nhảy lên đây. Ôi giời ơi, kia hai đứa kia nó sẽ bay ra ngoài vũ trụ rồi. Xin vĩnh biệt những đồng đội của ông. Thế sao nhỉ? À, đội quân của anh thì đây nổ tung tung luôn, anh cũng bị nổ tung tung luôn. Ủa là sao? À, anh đập đầu ở đất mấy vòng này. Thôi chắc mình đi xuống. Mình đi xuống thì nó lại trượt theo mình. À, xem chú nó ngồi vừa trượt à? Đấy, nó trượt xuống này này, dập hết cả mông này. Vâng ơi, đội quân của ông ngu ngốc, bây giờ đi xuống mới mệt các bạn à. Đội quân ngu ngốc, em mệt. Ồ, có mới một đứa, mấy đứa kia, à, nó cũng đi. Thôi được rồi, đi thôi, đi xuống. Rồi, bây giờ, ôi, đội quân của anh vẫn đang lộn tùng phèo ở đây này. Đi lên rồi lại đi xuống. Bây giờ, anh sẽ dẫn đội quân cát náp của anh ra chặn đầu đội quân của ốc, sau đó ăn thịt. Quá là ngầu luôn các bạn ạ, đội quân Can Nam này gọi là đỉnh của chóp luôn. Úi giời ơi. Đội quân Can Nam đâu, đến đây đấu đội quân Thiên Thần đây này. Thiên Thần ghi đội quân bị đần. Đây đội quân Thiên Thần đang đập mông nhảy xuống đây. Đâu, đội quân của ốc anh mới sợ chứ đội quân đấy anh không sợ lắm các bạn. Đội quân Thiên Thần, nó ra đây mà xem. Bây giờ anh đã có hơn 10k tiền, anh sẽ upgrade cái size 6 lớn nhất luôn các bạn ạ. À ha. Xem nào, ốc có dám chơi không? Úi xôi ôi, to chưa? Chơi hết, không bao giờ sợ. To chưa. Ôi giời, Thiên Thần ngã đập đầu đất ngất kìa. Thiên Thần đây là thằng đần chứ Thiên Thần cái gì. Thiên Thần bị đần các bạn ạ. Nhìn thiên này. Thần đây. Thiên Thần gì úp mặt vào đất ngất, à đâu ngã ngửa chứ. Ngã sóng xoài đây, Thiên Thần gì. Cái đứa đấy là nó không phải là team của em. À, Thiên Thần rúc vào trong cầu thang, xong làm gì mắc cả cánh vào đây. Ai giời, là thua hết đội quân cắt đáo của anh. Bây giờ thấy đội quân cắt đáo của anh dẫm lên mặt Thiên Thần của em không? Đấy, dẫm lên mặt. Ôi, bây giờ anh ơi, bây giờ em không còn đội quân nữa rồi, chúng nó cứ ở trên mãi thôi. Chết rồi, quân của ốc không đây, thèm đi thôi. Đây, Thiên Thần ốc ấy có mặt luôn. Thiên Thần à? Thiên Thần đôi cánh bay tung tóe này. Thiên Thần mặt đen. Thiên Thần đội mũ bảo hiểm. Kìa, đội quân của anh một nửa vẫn đang nhảy lộn tung phèo ở kia, dẫm bom mình chả thèm đi theo anh. Anh sẽ ăn thì đội mấy đội nó không biết gì hết. Đấy chưa. Thôi rồi, mình chả còn ai nữa rồi. Thôi mình bỏ cuộc đấy. Bỏ cuộc đội cái quân gì? Nó bỏ, mình bỏ cuộc, mình không còn đội quân nữa. Em biến lại thành ốc đi xem nào, trông mặt có ngu hơn không? Không, không bao giờ. Mình đã có tiền để mình biến thành Thiên Thần làm gì có chuyện mình về ốc làm biến ốc. Biến thành cắt náp xem nào. Để hai đội quân cắt náp đối đầu xem như nào. Nhưng mà em làm gì còn đội quân đâu, em hết em rồi. Em reset đi để cho chúng nó rụng hết xuống đây. Reset kiểu gì? Reset chapter. Biểu thành nhìn đây. Chuẩn bị đội quân này biến thành cắt náp này. Ui, đỉnh chưa các bạn, rất nhiều đôi cánh rồi. Biến thành cắt náp luôn. À, gầu quá, bây giờ là không biết đố các bạn tìm ra đâu là Bê Quy Thành, đâu là ốc. Đố các bạn tìm được luôn nè. Nhưng mà đội quân của ốc nhỏ hơn. Đúng rồi, đội quân của ốc nhỏ hơn đó. Đông quá ông ơi. Trông buồn cười quá, đông quá. Đông quá, làm cắt náp quá. 1 tỷ cắt náp ở đây luôn. Ủa đông quá, chả biết nhìn đằng nào mà đi. Dạ, bây giờ đố các bạn tìm thấy Bê Quy Thành và ốc đấy. Đấy, các bạn chỉ đi. Đâu là Bê Quy Thành, đâu là ốc. Đâu. Đây. Đây nha, Bê Quy Thành đứng nhảy đây này, thấy không? Nhưng mà một lúc sau đội quân kia cũng đang nhảy. Mình sẽ trở về size cho các bạn dễ phân biệt. À, dưới chân Bê Quy Thành là cát náp tí hon, còn Bê Quy Thành là cát náp khổng lồ. Đúng rồi. Đấy, ui giời ơi, à, ốc chắc là cái đứa bé bé đi đầu kia kìa, trông ngu kìa. Đấy, thấy chứ. Anh đây thì em nhìn thấy chữ Bê Quy Thành tên anh này này, đi anh như là anh dẫm vào đầu em luôn. Dẫm cái gì, người ta chạy rồi. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay, Bê Quy Thành ốc đã trở thành những cái con cát náp cực kỳ cute hồn me trong này. Roblox. Anh ấy tạo ra một đội quân 1 tỷ con cát náp luôn. Nhưng mà bây giờ đội quân của anh đông quá, chúng nó vẫn đang ở kia dẫm bom nổ tung luôn các bạn ạ. Nhìn đây, em đã trở thành người khác rồi. Một cô gái xinh đẹp, không hề biến thái. À, cô gái à. Úi dồi ôi, đứa này còn nổ bản tận ra đây. Mày chi được kia luôn rồi. Rồi các bạn ơi, có lẽ mình sẽ dừng video tại đây thôi. Đấy, các bạn thấy đội quân 1 tỷ con cát náp của Bê Quy Thành có buồn cười và mạnh không? Thì các bạn bình luận dưới nhá. Và bây giờ, bye bye, hẹn gặp lại mạnh bạn video sau. Nó rốt nát.
rốt nát cái gì chụp. Ờ đúng thật, đội quân cát nam rốt nát thật, đứng trên nãy giờ nó tụ tập, nó không thèm đi theo bên cái này. Có đứa còn chạy slow motion ở đằng này này, các bạn ấy nhìn này. Slow motion chạy như là trong phim Ấn Độ ấy các bạn. Này, ta là chủ nhân của các ngươi không đi theo ta. Mấy cái bọn ngáo không hề tỉnh táo thì như cay thật đấy. Rồi bye bye các bạn nha.